Em xin chào các anh chị. Hôm nay nhà em mới về bộ nồi Whistler Profi. Dòng này là dòng mới, dòng sản xuất là năm 2021. Mã mới. Nó vẫn tên là Whistler Original Profi Collection, nhưng mà nó có thay đổi vài chút về kiểu dáng, nhẹ về tay, về nắp, mà công nghệ thì vẫn thế. Cái bộ này thì gồm 4 món, một nồi 20 thấp này, một nồi 16 này, một nồi 20 này, 20 cao nhé. Đây là nồi 24, nồi này thì luộc con gà tầm cân dưới 2 cân. Cái dòng này thì 4 nồi nó khá phù hợp với gia đình nào mà tầm hai vợ chồng, hai trẻ em thì có thể mua bộ nồi này về, có thể mua thêm hai cái chảo chống dính nữa. Đấy là nhu cầu của mỗi gia đình. Nhưng mà cái bộ này thì nó là có ba cái nồi nhỏ này hay dùng này. Nồi 20 này. Cái nồi này rất thích nhá. Kho cá hay là nấu canh cũng đều được. Đây cái nồi 16 này, 6 rang thịt này. Cái nồi bộ này mình có thể mua thêm một cái sừng hấp đặt vào cái nồi 20 này thì rất là tuyệt nhé. Mình có thể hấp đồ rau củ quả hoặc là thịt cá. Cái dòng này thì được sản xuất trực tiếp tại Đức, Made in Germany này. Đấy, Costa. Cái này thì nó thay đổi một chút so với cái đời dòng truyền thống, thì nó thêm một cái cánh nữa, trông cảm giác nó hài hòa hơn. Đấy, Costa Made in Germany này, sản xuất trực tiếp tại Đức này. Sử dụng cho tất cả các loại bếp này. Đấy, Costa thì là cái công nghệ đấy theo em đánh giá là đẳng cấp nhất trong tất cả các hãng bây giờ. Nói chung là Whistler thì cái dòng cao cấp này thì không có gì để chê cả. Đẹp, sang trọng, chất lượng và rất là nặng nhé. Cầm cực kỳ nặng, nói chung là cứ phải cầm tận tay, dây tận mắt thì mới thích. Thấy là đẹp, tại sao nó lại đắt như thế. Tay cầm vẫn chịu lực 150 cân này. Tay cầm nó thiết kế hơi khác một chút. Nắp thì nó thiết kế lại nó bằng luôn. Nắp và miệng bằng nhau. Cái này thì nó hơi vát lên chứ nó không bằng như cái đời truyền thống. Mỗi người có cái mắt nhìn thôi. Em thì thấy bộ này hay bộ truyền thống đều đẹp. Nên là quan trọng là phù hợp với nhu cầu của mỗi gia đình. Cái dòng này thì sử dụng cho tất cả các loại bếp nhé. Ga hồng ngoại từ các loại bếp luôn. Bên em thì bảo hành 12 tháng tại nhà đối với khách hàng khu vực Hà Nội. Vận chuyển COD toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền tại nhà, chuyển khoản trước thì bên em sẽ free ship toàn quốc nhé. Nếu mà ai mà gần khu vực Linh Đàm, bên em thì cứ chạy qua ký ốt 8 VP5 bán đảo Linh Đàm để xem hàng trực tiếp này, rồi quyết định vẫn chưa muộn. Theo cái quan điểm cá nhân em thì cũng bán hàng khá là lâu, cũng 7-8 năm rồi, thì gần như Whistler thì vẫn là nồi đẳng cấp nhất mà em từng bán. Và nói chung bán thì số lượng còn nhiều hơn cả các dòng thường. Bán cái dòng này xong rồi mê mẩn luôn ạ. Thực sự không muốn sờ sang dòng khác luôn. Vì nó quá đẹp, quá tinh tế. Mọi thứ đều rất là tinh tế. Kính này cũng công nghệ rất là cao. Không phải hãng nào cũng có. Một là kính rơi ra, vỡ ra, không bao giờ rơi ra thành từng mảnh như các kính bình thường, mà nó sẽ đọng lại ở trên này, không gây nguy hiểm này. Cái nữa là cái này đúc nguyên khối cùng kính, không bao giờ có vết hàn này. Đấy là cái hai cái công nghệ này gần như em chưa thấy bất cứ một cái hãng nào có ngoài Whistler, mà ngoài dòng Profi này. Đó. Đấy, Costa này. Tay cầm chắc chắn này. Bên trong có vạch chia nước này. Rất là tiện lợi. Cái dòng này thì em cũng khuyên mọi người, nó đã đẹp rồi thì mọi người có sử dụng thì hơi giữ gìn một chút. Không phải giữ gìn thì kiểu là cất đi không dùng hay là dựng dẹ, không phải. Giữ gìn là gì? Là mình không nên sử dụng các loại kim loại để đánh vào trong lòng hay là ngoài. Nó gây xước thì nó rất là xấu. Nếu mà bẩn hoặc ố mình có thể dùng ngâm chanh, ngâm giấm. Nếu mà không hiệu quả, nó vết bẩn quá bẩn ý, thì mình có thể xử lý bằng cách là tẩy bằng các chất tẩy inox. Nhưng mà lưu ý mọi người nên dùng các chất tẩy hữu cơ nhá. Đừng dùng cái chất tẩy mà xịt cái nó sạch, cực kỳ nguy hiểm. Chất tẩy hữu cơ là gì? Là mình bắt buộc phải dùng lực để đánh. Nó vẫn gây ra xước nhưng mà nó xước răm đây. Nó không ảnh hưởng. Và lưu ý ngoài này, mọi người đừng nên đánh. Nó bị xước, nó rất là xấu.
thi thoảng mình một tháng mình dùng một lần thì cái nồi này mình dùng 50 năm hay 100 năm thì nó vẫn sáng như lúc vừa mua. Tất nhiên là nó sẽ không đẹp bằng lúc vừa mua rồi, nhưng mà nó vẫn sáng và nó và bóng như này. Đấy là do cái cách mình dùng.